kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Dư Mãn Nguyệt, chị Moon, tôi thực sự rất khâm phục cô. Bao nhiêu năm qua vẫn còn kiên cường tới vậy. Thì ra cô và Chu Bách Trung quen biết nhau từ trước hả? Mà không chỉ là hàng xóm, mười mấy năm trước anh ta muốn trả thù cho cô, chạy tới trước nhà họ Thưởng ném bom xăng, sau đó còn bị bắt vào tù. Vốn dĩ cả hai người đều cố tình tiếp cận nhà họ Tưởng, một người làm PR, một người làm tài xế. Cô sợ tôi và Wilson nghi ngờ nên cố tình tranh thủ lúc tôi và Wilson tới câu lạc bộ đêm, gọi phóng viên tới kiếm người chụp hình anh ấy, sau đó tự biên tự diễn tình tiết, phóng xe tự mình tông xe. Cô luôn miệng nói với Wilson là muốn làm tốt công việc của mình, hay thực ra là muốn trả thù đây. Còn nữa, chú Mạc chết lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhiều chứng cứ bị tuồn ra, cũng là do cô làm sao? Anh muốn gì? Tức là tôi đoán đúng hết rồi. À khoa đã, cô đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sợ lắm đó nha. Nhưng mà bây giờ hình như cô mới là người phải sợ mới đúng. Anh tính nói chuyện này với Tưởng Cơ Tuấn phải không? Tôi là bạn với anh ấy nhiều năm rồi, nhắc nhở anh ấy cũng hợp lý mà. Nhưng mà con người tôi rất đơn giản, rất dễ thương lượng. Đưa tiền, tiền có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. 10 triệu đô, tôi cho cô thời hạn 3 ngày. Nếu không nhận được 10 triệu đô thì tôi lập tức nói cho Wilson biết. Cô cười gì vậy? Anh bị khờ hả? Anh Barry, có tiền trả tôi chưa? Đừng đánh, tôi xin lỗi anh Tài. Nè, ba ngày thôi, cho tôi 3 ngày, tôi sẽ trả cho anh mà. Nè. Anh Tài. Anh Tài, chuyện gì vậy? Thật ra con người tôi dễ thương lượng lắm. Nếu như anh không muốn bị gì thì phải làm theo lời tôi nói. Đã lâu rồi không cùng con trai tới gặp em. Bà phải quản lý Bảo Diệp mà, không có rảnh. Má con sẽ thông cảm cho ba mà. Cho dù bận cỡ nào thì người nhà vẫn phải được ưu tiên. Ba, nếu như con bị ép buộc làm những chuyện mà con không muốn làm thì ba nghĩ là má có tha thứ cho con không? Ý con là có người ép con làm việc à? Con hỏi chơi thôi. Cho dù con làm sai chuyện gì, ba và má con cũng sẽ tha thứ cho con. Chúng ta là một gia đình mà. Không còn chứng cứ, anh nói sao với Tưởng Cơ Tuấn đây? Anh ta sẽ cảm thấy anh muốn lừa tiền anh ta thôi. Trước giờ anh ta đối xử với anh ra sao, bản thân anh biết rõ nhất mà. Chết tiệt, cô dám gài bẫy hãm hại tôi. Là cô kêu ta cho tôi mượn tiền để cờ bạc. Cậu tốt nhất nên nghe lời đi. Nể mặt của Moon nên tôi mới tha cho cậu. Nếu không đã chặt đứt ngón tay của cậu, mỗi ngày xẻ một miếng thịt, tới khi nào cậu trả hết nợ mới thôi. Cô muốn tôi phải làm sao? Tưởng Cơ Tuấn muốn hợp tác với Vật Liệu Thép Đệ Nhất, có phải muốn tự đút túi không? Anh ấy muốn chứ đâu có làm được đâu. Anh giúp anh ta thực hiện đi. Tôi muốn ba anh phê chuẩn Tưởng Cơ Tuấn hợp tác với Vật Liệu Thép Đệ Nhất. Tôi không kiểm soát được ba tôi quyết định thế nào đâu. Ông ấy xem Bảo Diệp như công ty của mình.
ông ấy lo cho nó còn hơn ông tưởng nữa. Cho nên anh không làm được chứ gì? Nếu cô làm không được thì tới lượt tôi ra tay đó. Nè nè, đừng qua đây. Nè nè nè, tôi làm. Đồ ngốc, người đó là ba của anh mà. Anh nhất định có cách khiến ông ấy không nghi ngờ anh. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng ông Quảng. Chào buổi sáng Winston. Đâu có sớm bằng hai người. Ông nói còn tưởng công ty là của cha con chú nữa. Ông Quảng, người của đội chống tham nhũng đến tìm ông. Tôi là chủ nhiệm điều tra của đội chống tham nhũng Trương Thiếu Thành, ông Quảng Văn Hải. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ án hối lộ nghiệm thu nhà ở. Mời ông theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Quy Sinh à, anh có thể tìm luật sư của công ty giúp ba tôi không? Được thôi, nhưng mà xem ra ba của anh tạm thời không về được đâu. Ê, tôi cực khổ thiệt đó, phải làm luôn công việc của chú ấy. Ba, con vừa mới hỏi luật sư Trần rồi. Vụ án của chú Hải, nếu như chú ấy nhận tội thì chúng ta sẽ không sao. Ừ, ba biết sắp xếp rồi. Nhưng mà không được đâu, công ty mới bị người ta truy kích xong. Nếu vụ án của chú Hải ảnh hưởng tới công ty sẽ phiền lắm. Đã nói ba biết sắp xếp. Ông Tưởng, cậu Tuấn. Ông Tưởng, ngồi đi. Hải à, cực khổ cho cậu rồi. Ông đừng nói vậy, tôi nên làm mà. Bên đội chống tham nhũng có chứng cứ gì không? Mấy năm trước ở Nguyên Lãng có một dự án nhà ở có vấn đề. Tôi chỉ đạo Mạc Sư Gia hối lộ người nghiệm thu. Nhưng mà bây giờ trong tay họ có những hồ sơ đó, toàn bộ đều có chữ ký của tôi. Ngoài trừ chuyện này còn gì khác nữa không? Tạm thời không có, chỉ có chuyện này thôi. Cậu Hải, cậu đừng có lo lắng, tôi sẽ tìm cho cậu một luật sư thật tốt. Tôi đã căn dặn luật sư Trần rồi, có gì cậu có thể gọi cậu ấy. Cảm ơn ông Tưởng. Cậu cũng biết mà, gần đây Bảo Diệp chúng ta phát sinh rất nhiều chuyện. Quyên Sinh lại vừa mới kết hôn, rất nhiều chuyện vẫn chưa xử lý được. Sức khỏe của tôi lại không tốt. Tôi nghĩ lần này phải thiệt thòi cho cậu rồi. Ông Tưởng à, ý của ông là kêu ba tôi một mình gánh hết sao? Dự án đó từng xảy ra sự cố, ba của tôi có thể phải ngồi tù đó. Barry, nè, ở đây có tờ chi phiếu 3 triệu đô, cậu cầm lấy trước đi. Ông Tưởng à, 3 triệu đô, có phải ông ghi thiếu một số không không vậy? Barry, ba, chuyện này là họ kêu ba làm mà, bây giờ một mình ba gánh hết, chỉ đưa có 3 triệu đô thôi không phải chứ? Wow, hay là tặng luôn công ty cho hai cha con anh có được không? Anh gây ra nhiều chuyện phiền phức như vậy, đều là ba tôi giúp anh dọn dẹp. Một chuyện cũng đã hơn 3 triệu đô rồi. Anh không có phần sao? Cậu Hải, tôi biết lần này thiệt thòi cho cậu, coi như là cậu giúp Bảo Diệp. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Ba, Barry, đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Ông Tưởng, chúng tôi về trước. Đi về, đi.